Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, xem ra vụ tai nạn máy bay Su-22 ở sân bay Yên Bái vào trưa ngày 31 tháng 1 hóa ra thu hút khá nhiều sự quan tâm của báo chí quốc tế, nhất là Nga, nơi khai sinh ra dòng máy bay này và hiện cũng là đối tác kỹ thuật quân sự hàng đầu với Việt Nam. Ngày hôm qua, báo chí Nga đã có ngay bài viết tỏ lời chia buồn, cũng như đưa ra một vài đề xuất đối với Không quân Nhân dân Việt Nam trong tương lai gần. Trong bản tin 19 giờ tối ngày hôm nay ngày 2 tháng 2, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn bình luận của chuyên gia Nga trên hãng tin Sputnik. Trước thảm kịch đã diễn ra, Sputnik xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, họ hàng và các đồng đội của Thiếu tá Trần Ngọc Duy. Anh chắc chắn là một người anh hùng, một sĩ quan thực thụ và một phi công thực sự. Dẫu vậy, nhận định về dòng máy bay tiêm kích bom Su-22, Sputnik thẳng thắn. Ngày xưa, Su-22 là một cỗ máy tuyệt vời, nhưng đã đến lúc phải thay thế nó. Su-22 là phiên bản xuất khẩu của máy bay ném bom Su-17, một động cơ, một chỗ ngồi với cánh cụp cánh xòe được phát triển từ giữa những năm 60. Su-22 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1975, nó đã được sản xuất hàng loạt với nhiều cải tiến từ năm 1976 đến năm 1990. Hơn 350 chiếc máy bay loại này đã được cung cấp cho 18 quốc gia, trong đó có Iraq, Libya, Syria, Việt Nam, Afghanistan, Angola, Yemen, Peru, Romania, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Dân chủ Đức. Nhờ đặc điểm thiết kế độc đáo, Su-22 có thể cất cánh từ các sân bay có đường băng tương đối ngắn, nó đã chứng tỏ mình là một tổ hợp tấn công trong một số cuộc xung đột quân sự cục bộ. Su-22 được vũ trang hai pháo tự động 30mm và có tải trọng gần 4 tấn, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất, có điều khiển, bom thông minh và bom không điều khiển, cùng rocket, cũng như thùng chứa cơ cấu pháo và súng máy. Ngoài ra, Su-22 có thể làm cả nhiệm vụ trinh sát chiến trường với khí tải gắn ngoài, cũng như làm nhiệm vụ che áp phòng không với tên lửa chống bức xạ KH-25MP và KH-28. Việt Nam sở hữu cả hai loại tên lửa này, trong đó có đạn KH-28 có tầm bắn tới 110 km. Đáng tiếc, mọi thứ đều có thời gian của nó, Su-22 nên được cho nghỉ hưu, Sputnik khẳng định. Về điểm này, Việt Nam Defend đồng ý với quan điểm của hãng tin Nga về việc Su-22 cần được cho nghỉ hưu. Chỉ có điều, như đã từng lý giải vào ngày hôm qua, ở đây là vấn đề thời điểm, bao giờ và khi nào. Phải lưu ý rằng, việc cho cả 3 trung đoàn Su-22 nghỉ hưu vào lúc này là điều không nên chút nào với tình hình của Không quân Nhân dân Việt Nam. 46 chiếc Su-27-30 là quá mỏng cho một bầu trời trên 30 vạn cây số vuông đất liền và 1 triệu cây số vuông vùng biển chủ quyền bị đẩy các thế lực nhằm nhè. Ngoài ra, thay bằng cái gì bây giờ, chứ chưa nói tới việc mua sắm nó như thế nào. Về vấn đề này, Sputnik đang có cuộc trao đổi với đại tá Maka Asionenko, chuyên gia về sử dụng vũ khí hàng không, tiến sĩ khoa học quân sự. Ông này cho biết, trước hết, phải nói rằng tôi thấy việc hiện đại hóa hơn nữa Su-22 chẳng mang lại ích lợi gì. Thứ hai, nếu nói về loại máy bay tiền tuyến, ít nhiều hiện đại, thì đây là máy bay cường kích Su-25. Đây là loại máy bay đáng tin cậy, đã được thử thách qua thời gian và qua các trận chiến. Và ngày nay, nó vẫn thể hiện khả năng của mình trong các hoạt động chiến sự. Đây là loại máy bay kinh điển của không quân tiền tuyến, kết hợp tải trọng chiến đấu lớn, khả năng sống sót cao, dễ điều khiển và dễ học lái. Thậm chí, Su-25 còn linh hoạt hơn so với máy bay ném bom tiền tuyến Su-24. Nó có thể giải quyết các vấn đề cả về chiều sâu chiến thuật và tác chiến của đối phương, tức là có thể trở thành phương tiện thay thế Su-22 trong mọi điều kiện thời tiết và suốt ngày đêm. Trong số các loại máy bay phương Tây một động cơ và một chỗ ngồi, phiên bản tương tự gần nhất với Su-22 là những sửa đổi mới nhất của F-16. Một trong những loại máy bay tốt nhất thuộc lớp này cho các hoạt động trên biển là máy bay chiến đấu chiến thuật đa chức năng FA-18 2 động cơ, nhưng chỉ những phiên bản sửa đổi mới nhất. Tuy nhiên, tất cả các phương án như Su-24, Su-25 đều không còn trẻ. Ở đây, xin ngắt lời tác giả một chút. Có một điều các bạn nên biết là Không quân Nga hiện cũng dùng máy bay chiến đấu có tuổi đời tương đương Su-22 mà Việt Nam đang dùng, và họ cũng đang vật lộn để thay thế chúng. Ví dụ như máy bay tiêm kích bom cánh cụp cánh xòe Su-24, loại này được sản xuất từ năm 1967 đến năm 1993, tức là những máy bay còn hạn sử dụng trong Không quân Nga, hóa ra cũng tầm 30 năm tuổi như những chiếc Su-22M4 mà Việt Nam đang dùng. Kể cả dòng Su-25 cũng vậy, hầu như các trung đoàn cường kích Su-25 của Không quân Nga hiện nay đều có tuổi đời khoảng 30 năm. Phần lớn, chúng nằm trong lô sản xuất giai đoạn 1978-1989 tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Georgia. Đấy, Không quân Nga nói vậy thôi chứ, họ cũng đang chật vật thay thế hàng trăm máy bay cũ. Chứ không phải là sản xuất được máy bay thì vô tư đi, tiền đâu phải bỏ hến. Tiếp tục với quan điểm của đại tá Asionenko, trong khi đó, tình hình rất đáng báo động không chỉ ở phía Đông châu Âu mà còn ở Trung Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đòi hỏi các quốc gia thực sự quan tâm đến an ninh quốc gia của mình, phải loại bỏ thái độ sống tiết kiệm không phù hợp trong trường hợp này. Logic rất cứng rắn, nếu bạn không muốn bị tấn công bất ngờ và bị đánh bại, hãy trang bị vũ khí hiện đại nhất, bao gồm cả máy bay chiến đấu.
Sau một thời gian dài, Nga mới có loại máy bay tiêm kích bom tiền tuyến thế hệ 4 cộng cộng, đây là Su-34, 2 chỗ ngồi, 2 động cơ. Nó đã được đưa vào biên chế lực lượng không quân vũ trụ Nga từ năm 2014, đã và đang được thử nghiệm qua thực chiến tại Syria và Ukraine. Su-34 không chỉ có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất theo chiều sâu tác chiến mà còn có thể chiến đấu ngang tải ngang sức với các máy bay tiêm kích của đối phương. Trong danh mục sản phẩm của Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí Nhà nước Nga đã công bố phiên bản xuất khẩu được định danh là Su-32 hoặc Su-34E. Phần mô tả sản phẩm cho biết nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, trên mặt nước và trên không ở một khoảng cách đáng kể so với sân bay, bao gồm cả các mục tiêu được bảo vệ tốt trong mọi điều kiện thời tiết, suốt ngày đêm, bất chấp các biện pháp đối phó bằng hỏa lực và điện tử của đối phương, có khả năng chế áp điện tử và trinh sát trên không một cách hiệu quả. Su-32 hoặc Su-34E có trọng lượng cất cánh tối đa 45,1 tấn, trần bay 15.350m, tốc độ tối đa Mach 1,5, khoảng 1.790 km/h, tải trọng chiến đấu 8,5 tấn với 12 điểm treo. Phạm vi và bán kính chiến đấu của Su-32, Su-34E không được chỉ ra chính xác, nhưng rõ ràng là cao hơn so với lão tướng Su-22. Nếu các đối tác Việt Nam của chúng tôi không muốn lặp lại quan niệm sử dụng không quân của người khác mà hướng tới tương lai, thì Su-32, 34E sẽ là lựa chọn tốt nhất. Đại tá Asionenko chắc chắn với quan điểm của mình. Thực ra, chẳng cần ông Nga nói, từ lâu Su-34 đã mặc định được coi là phương án thay thế tốt nhất dành cho Su-22 ở Việt Nam. Từ nhiều năm trước, khi Su-34 còn chưa chính thức phục vụ, nó đã được xem là ứng cử viên tốt nhất để thay thế cho Su-22. Một trong những thuận lợi lớn của Su-34 nếu so với các phương án tới từ thế giới phương Tây mà vị đại tá người Nga có đề cập tới, ví dụ như F-16 hay FA-18 của Mỹ, đó là sự dễ dàng trong quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự Việt-Nga. Hai bên đã hiểu nhau, kế thừa truyền thống quan hệ từ thời Liên Xô để lại, hầu như không có vấn đề gì, còn Mỹ chắc ai cũng hiểu, không phải nói gì thêm. Đặc biệt, Việt Nam đã có sẵn cơ sở hạ tầng khai thác máy bay chiến đấu Sukhoi từ Su-22 tới Su-27 và Su-30 MK2. Su-34 về mặt cơ sở, thực tế, nó là sự sửa đổi thiết kế từ dòng máy bay Su-27-30 với việc chia sẻ một phần khung thân máy bay cũng như động cơ và thiết bị điện tử. Do đó, có sự thuận lợi lớn đối với Việt Nam và các quốc gia có truyền thống sử dụng máy bay Sukhoi. Quy trình đào tạo phi công kỹ thuật viên cũng không có gì khó khăn, hai bên đã quá hiểu nhau, đó là những thuận lợi khiến Su-34 được coi là ứng viên số 1 thay Su-22. Như vị chuyên gia Nga đề cập phía trên, về mặt tính năng, dĩ nhiên Su-22 không thể so với Su-34. Ví dụ như, trong khi Su-22 lúc bấy giờ không được trang bị hệ thống radar, thì Su-34 lại có đầy đủ hệ thống radar cần thiết, cung cấp khả năng tấn công tầm xa, cả trên mặt đất và trên mặt biển. Có thể kể đến tổ hợp radar mạng pha bị động V004 tích hợp chế độ hỗ trợ bay bám địa hình. Loại này có thể phát hiện mục tiêu mặt đất cách 200-250 km, theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu trên không và điều khiển vũ khí tấn công 4 mục tiêu cùng lúc cả trên không, trên biển, trên đất liền. Tuy là máy bay cường kích chuyên tấn công mặt đất, nhưng Su-34 có thể đảm nhiệm vai trò không đối không tầm xa khi cần. Khi radar phát hiện mục tiêu tiêm kích từ cách 120 km, sử dụng các tên lửa hàng không tầm xa như R-77 để tiêu diệt trước khi mục tiêu kịp phát hiện ra Su-34. Trong vai trò tấn công mặt đất, nó có thể mang tối đa 6 tên lửa không đối đất tầm ngắn loại KH-29 hoặc 6 tên lửa chống bức xạ KH-31P hoặc 6 tên lửa hành trình KH-59M hoặc 12 bom FAB-500 hoặc 22 bom FAB-250 hoặc 34 bom FAB-100. Trong vai trò tấn công mặt biển, nó có thể triển khai 6 tên lửa hành trình siêu âm KH-31A hoặc tên lửa hành trình cận âm tầm xa KH-59MK-MK2 có tầm bắn 290 km. Dĩ nhiên, lại còn liên quan tới việc có tiền mà mua đạn thông minh để dùng hay không nữa chứ. Việc Su-34 phải hạ độ cao để ném bom ngu ở Ukraine thì tôi cũng chịu các ông Nga có lẽ là chủ quan thật sự. Nhưng ở đây, tôi chỉ đang so sánh về mặt tính năng giữa Su-22 và Su-34, lợi ích Su-34 mang lại, còn việc nó thực chiến ra sao không chỉ phụ thuộc vào tính năng mà còn những thứ khác. Dù thế nào, nếu để thay thế trực tiếp thì Su-34 là khả thi nhất nhưng không có nghĩa mang tính bắt buộc. Vì đại tá người Nga cũng cho rằng nếu không chọn Su-34, Việt Nam có thể cân nhắc Su-35, máy bay tiêm kích đa năng, có thể đảm nhiệm vai trò tấn công mặt đất, mặt biển, không thua kém mấy, trong khi tốc độ nhanh hơn, bay cao hơn. Hoặc theo quan điểm không chính thức của Việt Nam, không khéo vào năm 2021, chúng ta từng có ý định đàm phán mua thêm Su-30, thực tế là cũng nhằm mục đích này. Về cơ bản, tiêm kích đa năng hạng nặng như Su-30 với khả năng triển khai vũ khí tấn công đối đất chính xác cao hoàn toàn làm tốt vai trò mà Su-22 để lại. Vấn đề nằm ở chỗ, số lượng Su-30 của ta hiện nay không nhiều, nếu không nói là mỏng, nếu như ta cho nghỉ hưu luôn Su-22 hiện tại, thật sự không thể bỏ Su-22 ngay bây giờ. Ngay lúc này, lỗ hổng đó để lại là quá lớn. Ít nhất, chúng ta cần thêm 12-24 chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng như Su-30 hoặc Su-34, đến lúc đó, hãy cân nhắc tới việc loại bỏ Su-22, còn bây giờ là quá sớm, quá non.
Đó là câu chuyện ở Việt Nam. Còn thế giới, các nước đã và đang thay Su-22 bằng loại máy bay nào? Hãy cùng tham khảo thêm một chút. Hiện nay, Không quân Ba Lan, quốc gia đồng minh quan trọng của Mỹ ở Đông Âu, từng sử dụng hơn 100 chiếc Su-22 từ thập niên 70, tới nay vẫn còn dùng một trung đoàn 18 chiếc Su-22 M4. Vào cuối năm 2022, đã chốt hạ phương án thay Su-22 bằng máy bay huấn luyện kiêm tiêm kích hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc. Hóa ra, ý tưởng không chính thức về việc thay tạm Su-22 bằng Yak-130 mà chúng tôi từng chia sẻ với các bạn cách đây không lâu cũng có quốc gia cùng áp dụng. Mặc dù là phiên bản của máy bay huấn luyện chiến đấu, FA-50 có thể đáp ứng được một phần nhiệm vụ là máy bay tấn công mặt đất khi khung thân của nó được thiết kế trên cơ sở dòng F-16 của Mỹ. Với một động cơ, nó đạt vận tốc tối đa 1.837 km/h, bán kính chiến đấu 900 km, trần bay 14.600 m. Tham số này nhìn chung là tương đương với Su-22. Về tải trọng, FA-50 mang được 5,4 tấn vũ khí, nhìn hơn Su-22 với hơn 4 tấn. FA-50 còn hơn ở một điểm, đó là việc nó trang bị radar điều khiển hỏa lực, có thể hỗ trợ nhiệm vụ tấn công mặt đất. Ngoài ra, trước đây, không quân Ai Cập từng sử dụng 48 chiếc Su-20 và Su-22. Hiện nay, họ đã loại biên chế và thay bằng tiêm kích F-16, kiêm nhiệm vai trò tấn công mặt đất. Đây là hai trường hợp mà chúng tôi tìm thấy thông tin về phương án thay thế Su-22 một cách rõ ràng. Còn hàng chục quốc gia khác từng sở hữu Su-22 và sớm cho nghỉ hưu vào thập niên 90, nhưng là vì vấn đề ngân sách hơn là do máy bay hết niên hạn. Ví dụ như Ukraine, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Belarus, Hungary, Nga, Turkmenistan. Đáng chú ý, chính vì mấy quốc gia này cho nghỉ hưu sớm các máy bay Su-22 khi chúng còn khá mới, nên Việt Nam ta mới có cơ hội nhập khẩu bổ sung một số lượng lớn Su-22 M4 và Su-22 UM-3K để thay thế cho số Su-22M được Liên Xô viện trợ năm 1979, chủ yếu là các nguồn hàng từ Ukraine và Séc. Chứ đúng ra, chúng ta chỉ nhận được một trung đoàn 34 chiếc Su-22 M4 và Su-22 UM-3K vào năm 1988 từ Liên Xô. Với 3 trung đoàn hiện tại sử dụng phần lớn Su-22 M4, ước tính ta đã mua thêm đâu đó khoảng 30 chiếc vào thập niên 90 khi ngân sách còn eo hẹp. Thực tế, Việt Nam đã từng ngắm nghía FA-50 mấy năm trước, F-16 thì từ khoảng 10 năm trước, nhưng như đã biết, các phương án này không dễ dàng, kể cả khi Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Nhìn chung, nếu tìm một phương án máy bay tiêm kích bom cùng phân loại với Su-22, thì hiện nay, ngoài Su-34 không có phương án nào hay hơn. Còn nếu như lựa chọn tiêm kích đa năng, đảm nhiệm chung vai trò của Su-22, thì việc tiếp tục với Su-30 không phải là một phương án tồi. Chỉ có điều, cuộc chiến tranh Ukraine đang làm gián đoạn mọi thứ. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.